nữ trưởng phòng tỉnh ủy, mượn bằng tiến thân, không có hồ sơ xác minh kết nạp đảng. Đảng ủy phương 6, thành phố Đà Lạt. Nơi gia đình bà ái Sa cư trú cho biết, nữ trưởng phòng tỉnh ủy Đắk Lắc này, không có hồ sơ xác minh kết nạp đảng ở đây. Trả lời phóng viên sáng ngày 8 tháng 10, bà Nguyễn Thị Minh Hiếu, bí thư đảng ủy phường 6, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Nơi cư trú của gia đình, nữ trưởng phòng hành chính quản trị, văn phòng tỉnh ủy Đắk Lắc, người sử dụng nhân thân giả để thăng tiến. Cho biết, thông qua báo chí và cơ quan chức năng liên quan, phường 6 cũng đã nắm được sự việc và cho xác minh thông tin. Bà Hiếu khẳng định, trong sổ giao nhận hồ sơ, xác minh kết nạp đảng của đơn vị, không có tên bà Trần Thị Ngọc Gái Sa. Trong khi đó, nữ trưởng phòng này được kết nạp đảng từ tháng 3 tháng 5 năm 2013. Nguyên tắc xác minh lý lịch của người làm thủ tục để kết nạp đảng là sau khi đảng ủy nhận được giấy yêu cầu, xác minh lý lịch, đơn vị sẽ vào sổ, rồi chuyển xuống tri bộ, nơi đăng ký hộ khẩu gia đình để kiểm tra thông tin, sau đó đảng ủy mới ký, và gửi lại cho đơn vị yêu cầu xác nhận lý lịch, bà Hiếu nói. Bí thư đảng ủy phường 6 cho biết thêm, ông Đoàn Ngọc Yên, bí thư tri bộ, tổ dân phố 17, nơi gia đình bà Ái Sa sinh sống khẳng định. Tri bộ này chưa từng xác minh lý lịch vào đảng, cho ai tên Trần Thị Ngọc Cái Sa, ông Yên làm bí thư tri bộ, tổ dân phố 17. Từ năm 2004, cùng ngày ông Lê Văn Tiến, giám đốc bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị có nhận được yêu cầu từ cơ quan chức năng về việc xác minh lý lịch nữ hộ sinh Trần Thị Ngọc Ái Sa sinh năm 1973, chị ruột của nữ trưởng phòng hành chính quản trị văn phòng tỉnh ủy Đắk Lắk. Theo đó trong tờ trình của mình, nhân viên hộ sinh Ái Sa thừa nhận nữ trưởng phòng sinh năm 1975 này là em gái mình, nhưng người này có tên thật là Trần Thị Ngọc Thêm chứ không phải Trần Thị Ngọc Thảo. Ông Tiến nói thêm, bà Ái Sa làm việc ở bệnh viện từ năm 2007, và chưa được kết nạp đảng, bà khẳng định, không cho em gái mượn bằng cấp 3. Nếu bà Sa có liên quan đến vụ việc, thì đơn vị sẽ họp, và đưa ra kỷ luật, còn em gái bà Sa, tự ý lấy hồ sơ của chị. Thì có nghĩa bà Sa không liên quan, và sẽ tiếp tục làm việc bình thường, hiện bà Sa đã hết hạn nghỉ phép, và vẫn chưa đến cơ quan làm việc. Ông Tiến chia sẻ, theo văn phòng tỉnh ủy Đắk Lắc, bà Ái Sa, Ngọc Thảo, được kết nạp đảng, ngày 10 tháng 3 tháng 5 năm 2013. Trở thành đảng viên chính thức, ngày 10 tháng 4, tháng 5 năm 2014, tại tri Bộ Hành chính Quản trị, Đảng Bộ Văn phòng Tỉnh ủy. Từ năm 1999 đến 2002, bà làm nhân viên tại xí nghiệp, chế biến cà phê thuộc công ty, xuất nhập khẩu 2 tháng 9. Giai đoạn từ tháng 5 năm 2002 đến tháng 4 năm 2005, bà Sa làm kế toán trưởng tại khách sạn Bạch Mã, bà trở thành phụ trách kế toán rồi kế toán trưởng, tại nhà khách tỉnh, trong giai đoạn 2005 đến 2011, từ tháng 5 tháng 5 năm 2011, đến tháng 10 tháng 5 năm 2019. Bà công tác tại văn phòng tỉnh ủy, lần lượt giữ các chức vụ, nhân viên kế toán, phó trưởng phòng, rồi trưởng phòng hành chính quản trị.